Kính chào tất cả quý khách hàng quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Chiều qua quay xong cái clip chích lạnh là thấy nó đấm đuối chiều nội trú luôn. Tức là tối hù mà cố gắng hết sức sàng để mà sợ một số anh vô quăng đá đó. Cho nên là làm cũng dở dang nè. Giờ zoom kỹ nè, đây là cái miếng tối qua mà mình hàng tích lạnh nè quý khách. Đây, hàng trên con này nè. Này, đầu tiên mà tối qua mình quay mấy cái mình hướng dẫn như thế nào là lạnh nè. Thôi bây giờ cho phép mình làm lại từ đầu cái. Tối qua làm dở gian gian. Mặc dù có 4 con máy sale thiệt, tức là 5 con nhưng mà anh ở quận 12 anh Nam anh lấy rồi. Cho nên còn 4 con. Mà tối qua cũng có 2 anh lấy luôn rồi. 2 anh cũng đặt luôn rồi. Thực ra bây giờ chỉ còn có 2 cái máy thôi. Tuy nhiên mình làm video này với mục đích là giới thiệu đến 5 anh khách hàng nào sẽ mua 5 con máy sale này để sau này có cái để làm tư liệu, để coi, để cách hướng dẫn sử dụng luôn. Thực ra là làm video chưa có nhiều về con nó. Tại mình test, mình lấy hàng mẫu của Thái Lan mà xuất qua Đức á, mình thấy nó đạt rồi mà có 5 con thôi là bán sale. Mà thực ra đã 3 anh rồi, một anh Hà ở Quy Nhơn cũng đã lấy rồi. Và một anh ở quận 7 là ngày mai qua lấy luôn. Có nghĩa là tổng cộng đã bán hết 3 con luôn. Nhưng mà vẫn còn 2 con nữa. Tuy nhiên mình cũng sẽ phải nói cho quý khách hàng nào để nắm. Thì còn lại 2 con. Quý khách nào tranh thủ để tận dụng cơ hội này. Tại vì dòng máy này cũng là tích lạnh trên thị trường của gia xích nè quý khách. Nó không thể nào so được, nó chỉ có 2 tích năng thôi, tích lạnh và tích thường thôi. Tuy nhiên con máy của mình là 250 cũng giống nó 250. Nhưng mà nó không có chức năng hàng que luôn, mà nó chỉ có lạnh và tích thường. Mà chỉnh toàn bộ bằng analog rất là khó chỉnh, rất là khó cân chỉnh. Cho nên mà giá thị trường nó đang bán 7,3 triệu, mình cũng đang đại lý của hãng này. Nhưng mà mình thấy nó không có ngon bằng con này. Con này nó có 4 chức năng. Giá mình đang sale á là có 5.200.000 thôi, bao gồm những phụ kiện sau đây nè quý khách. Mà mình cố gắng mình nói lại lần nữa thật là nhanh. Nó sẽ cho theo một cây súng hàng tích rất là xịn hào. Đây một cái súng hàng tích của nó nè. Rất là xịn hào. Cái này tối qua mình cũng gắn mình hàng vô cái miếng này dở dang nè. Một cái súng hàng tích. Một bộ kìm hàng kẹp mát 3 mét. Chim cò theo kiểu Thái Lan, xanh đỏ vàng tím, rất là chim cò nhưng mà rất là dễ thương. Rồi bây giờ cộng với một cái đồng hồ Generico, kiểu Generico của Mỹ 191, 100% bằng thau. Trọn bộ giá này mình sale, tại vì sale hàng mẫu, hàng chất lượng rất là cao mà mình vẫn sale để cho giới thiệu rộng rãi, để nhằm mục đích là sau khi 5 quý khách hàng nào mà may mắn hốt được con máy giá rẻ này, như con này trên thị trường bây giờ nó đang bán 7,3 triệu là mình làm đại lý 7,3 triệu thì mình nó cho mình lợi nhuận chiết khấu được 14-16% tùy theo doanh thu. Thì một con máy về tính ra là mình còn lời lại được 10 coi như là giá nó yêu cầu mình bán 7,3 triệu, mình đang đại lý của nó luôn. Nhưng mình thấy giá cao quá, nó không phù hợp với người Việt Nam mình. Bây giờ Covid khó khăn lắm mà bỏ tiền mua cái máy 7,3 triệu mà có 2 chức năng tích lạnh tích thường nó phí lắm. Bây giờ con máy này thì sắp tới mình sẽ nhập về số lượng nhiều, cho nên bây giờ mình sale giá 5,2 triệu. Sắp sửa về mình sẽ bán giá là 6,5 triệu. Trong giữa tháng 3 này hoặc chậm nhất là cuối tháng 3 sẽ về 200 con này. Thì bây giờ 5 con này mình đã sale 3 rồi, còn 2. Tuy nhiên vẫn cố gắng hết sức để làm video này để giới thiệu cái cách điều chỉnh với quý khách hàng là như thế nào là tích lạnh, như thế nào là tích thường, như thế nào là 2T, như thế nào là 4T. Để so với con này là không có 4T, quý khách hàng tự động rất là khó nha. Mà giá nó đang bán 7,3 triệu, nó yêu cầu mình bán 7,3 triệu, nó cho mình phần trăm là 14%. Nó giá mình cũng không nói rõ cho quý khách biết luôn. Nó mắc quá đi. Cho nên là mà nó không có tiện, hàng nó rất là mỏi tay, nó không có chức năng 4T nữa. Rồi thôi bây giờ mình vô mình lắp lại từ đầu cái cho để anh Nam nè. Anh Hà ở ngoài Bình Định nè, với anh gì bên quận 7 quên tên rồi, tối mới gọi cho bà xã đó, anh coi rồi mấy anh coi rồi. Rồi để theo đó mà làm luôn. Rồi mình lắp lại từ đầu. Giá bây giờ mình bán trọn một cái bộ như thế này nè. Súng hàng tích. Kìm hàng dài 3 mét bằng đồng. Mà chim cò theo kiểu của mấy ông nội Thái Lan nè. Dặn răng rất là bền. Khó mà bây giờ mà nó hư được lắm. Dặn kiểu này làm sao hư được. Đó. Bây giờ mình cái kìm hàng thì nó gắn cọc màu đỏ. Thì mình bỏ qua bên đi. 3 mét. Chút xíu mình test hàng que, nếu còn thời gian mình test hàng que, còn hết thời gian thì thôi. Hàng que nó dễ rồi, không test. Rồi bây giờ để tránh mất thời gian mình sẽ gắn trên đây là theo kiểu Thái Lan này quý khách.
Hàng tích thì chúng ta sẽ bắt kẹp mát nè, vô dấu cộng, dặn vô vậy làm sao mà nó hư được quý khách. Nó bền dữ lắm, biết chừng nào nó hư được, không bao giờ phải hư luôn. Gặp nhiệt là nó không bao giờ mô ve ha. Rồi xong, bây giờ súng hàng tích. Đây là miếng tối hôm qua mình hàng nè, đẹp lắm, không biến dạng, không xâm chiếm ra phía sau nè. Hàng tích lạnh là như vậy, nó sẽ không xâm chiếm, mặc dù nó trắng và đồng thời nó sẽ không xâm lăn cái hồ quang ra phía sau. Nó đoạn này mình hàng tích lạnh là nó không xâm lăn nè. Đó, bây giờ súng hàng tích mình sẽ bắt vô đây. Súng hàng tích mình bắt vô đây. Tụi này nó làm chim cò ghê luôn á, cái súng cũng đẹp nữa trời. Bắt súng chặt tay ghê hồn. Rồi, này mình gắn ở đây, dây điều khiển, dặn vô. Rồi tạm thời để đây nha quý khách hàng nha. Bắt phải bài bản đó, sẵn quý khách nào coi, quý anh Nam anh có mua anh coi em làm từ đầu tới đích luôn cho dễ. Rồi, đồng hồ khí hạt gông thì mình lắp vô đây. Hồi tối mở ra để chụp cái hình thumbnail á, hình nền á quý khách. Bắt vô đây. Rồi mình lấy mỏ lết mình xiết lại, tranh thủ làm coi kịp. Chắc có lẽ là mình không có làm sung nha quý khách hàng nha. Sung không có thời gian đâu. Rồi quay ra sau đích anh bắt khí cho quý khách hàng coi luôn nè. Rồi sau khi mình bắt vô cái đồ bộ này, nó cho theo máy nguyên một bộ luôn. Đồng hồ Genico A191 này quý khách nhìn nè, 191 nè. Loại này quý khách lên mạng tra đúng của hãng Mỹ Genico, nhưng mà cái này là của Thái nha, chứ không phải của Mỹ. Nó copy kiểu đó, nó học kiểu của Generico của Mỹ. Rồi, ống khí từ đồng hồ gông mình sẽ cấp vào cái máy của mình. Mình sẽ siết chặt cổ dê vô. Cái lô sau mình đề nghị hãng Tenja là sẽ làm cho mình khớp nói nhanh chỗ này luôn cho nó tiện. Rồi, mời quý khách quay lên phía trước đi. Để tránh mất thời gian của quý khách nhiều thì mình cũng đã cắm điện rồi, xong xuôi hết rồi. Đây là đường khí mình để cho gọn ghẽ lại nha. Đây khí mình cấp sau đít máy rồi nè. Rồi, máy hàng cũng đã đấu dây cộ xong xuôi. Rồi bây giờ quay trở lại màn hình, mình nói nhanh sơ lược vắn tắt qua một lần nữa là mình sẽ đi vào tích lạnh. Như tất cả quý khách hàng cũng đã từng biết rồi, máy hàng tích là gì rồi. Thì cho mình vô giới thiệu về em nó so với thằng em này. Thằng em này thì tích lạnh, tích thường, không có 2T, 4T gì hết. Nó mà chỉnh analog rất là khó chỉnh. Chỉnh dòng hàng nè, chỉnh khí ra sao nè. Và nó chỉ chỉnh thời gian hàng lạnh thôi, và thời gian nghỉ. Thời gian hàng lạnh, thời gian nghỉ. Thì một con máy tích lạnh nó buộc phải có thời gian hàng lạnh và thời gian nghỉ trong lúc hàng lạnh. Đây là khí ra sao. Và không có 4T thì quay qua con này quý khách so sánh sự tiện lợi của nó. Thứ nhất, máy này có 4 chức năng. Chức năng hàng tích, tích thường nha quý khách. Đầu tiên mình nói tích thường là gì luôn, nói cái làm liền đi cho nó dễ. Tích thường là vậy nha quý khách. Tích thường là nó phương pháp hàng tích thường là phương pháp hàng bằng điện cực không nóng chảy. Điện cực chính là cái cây kim hàng này nè quý khách. Điện cực chính là cây kim hàng này. Cây kim hàng này là làm bằng von ram, 100% von ram. Nếu mà chúng ta hàng sắt á, là sử dụng là 98% von ram. Nó được ký hiệu màu đỏ ở sau đít này, sơn màu đỏ. Và nó chứa 2% thorium hoặc là cerium. Thì cái kim mà để mình hàng tích, mà hàng nhơ, hàng inox với sắt với đồng á, là mình sẽ xài là 2% thorium hoặc là 2% cerium, và 98% còn lại là 1 von ram. Thì đây là gọi là điện cực, phương pháp hàng tích, có nghĩa là xài bằng điện cực không nóng chảy. Có nghĩa là cây này nó chỉ có tác dụng tạo ra lửa, để tạo ra hồ quang để cho hai miếng kim loại tự hòa quyện với nhau như thế này. Nó gọi là phương pháp hàng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ. Phương pháp hàng tích là gọi là phương pháp hàng bằng điện cực. Cái cây von ram này là điện cực không nóng chảy. Ví dụ quý khách thấy hàng que á, là khi mình hàng á,
thì nó gọi là phương pháp hàng bằng điện cực nóng chảy trong môi trường thuốc bảo vệ, tức là cái que hàng của mình á. Que hàng của mình á quý khách, là nó kêu là hồ quang bằng điện cực nóng chảy, có nghĩa là khi mình đốt que thì que nó sẽ chảy vô trong dũng hàng. Đây là phương pháp hàng hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường thuốc bảo vệ. Đây. Đó là hôm nào mình nói chi tiết về hàng que, là về về cái cách nguyên lý của nó như thế nào. Còn hàng tích có nghĩa là phương pháp sử dụng điện cực không nóng chảy, có nghĩa là cây kim hàng này, còn gọi là dân dân miền Tây gọi thân thương là cây kim hàng đó, nhưng mà thực chất nó là cái điện cực hàng. Chất liệu của nó là wolram. Wolram là mình làm có công năng là làm dây tóc bóng đèn hồi xưa đó quý khách. Nó làm ra dây tóc bóng đèn luôn, bởi vì nhiệt độ nóng chảy nó rất cao, nó trên 3746 độ C nếu mình nhớ không lầm nha. Tóm lại là trên 3700 đó, còn cái số lẻ sao quên rồi. Nó mới rượu rã ra được, cho nên nó dùng để ứng dụng là làm điện cực không nóng chảy. Công năng của nó làm cho hai miếng kim loại tự hòa quyện chảy ra với nhau, nó gọi là hàng tích. Điện cực có nghĩa là mang điện cực âm và kẹp mát là điện cực dương. Đây là một điện cực không nóng chảy. Nó chỉ có tác dụng làm cho hai miếng kim loại tự chảy ra với nhau và buộc lòng nó phải nằm ên dấu trừ. Đó là lý do tại sao người ta gọi hàng tích là phương pháp hàng bằng điện cực không nóng chảy. Bởi vì cái cây kim hàng này trên 3700 độ C nó mới chảy ra, cho nên người ta tận dụng nó để làm cây điện cực hàng tích. Rồi như vậy mình sẽ làm liền hàng tích. Cái miếng này là hồi tối mình làm rồi, mình tạm thời mình để đây, hồi mình nói lại sau. Bây giờ mình sẽ giải thích như thế nào là hàng bằng điện cực không nóng chảy và là hàng tích là như thế nào, còn tích lạnh là như thế nào. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ nói về hàng tích. Ngày hôm qua làm tối hù không thấy đường, bây giờ mình sẽ là hàng tích nha quý khách hàng nha. Quý khách để ý nè, mình không có lấy một cái vật liệu gì để đắp vô, nhưng mà mình sẽ làm cho hai miếng inox này chảy ra với nhau. Đây, quý khách nhìn nha. Rồi, em phải quay bên kia chứ, quay bên này được không? Rồi, bây giờ mình sẽ cho hai miếng kim loại này tự chảy ra với nhau nha quý khách hàng nha. Chỉnh lên 150, mình đang để chế độ là tích thường. Mình sẽ làm. Mình mở khí hạt gông, nãy giờ quên. Mở khí hạt gông lên. Rồi, mình sẽ hàn tích. Quý khách có thấy không, mình cho nó hai này dính ra nha. Rồi, bon đêm này được 3 điểm. Đó, mình đây là phương pháp hàn điện cực, hàn tích bằng điện cực không nóng chảy. Hàn tích là phương pháp hàn bằng điện cực không nóng chảy. Cái kim hàng này nãy giờ mình làm cho hai miếng inox này nó chảy nha, dính lại nhau rồi nè. Nhưng mà cây kim hàng vẫn còn nguyên trơ trơ. Đây là phương pháp hàng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ. Rồi, mình tiếp tục hàng đường tích thường. Mình giảm lại, mình bon mình để 150, bây giờ mình hàng kéo mình sẽ để nó 80 ampe. Và quý khách để ý, đây là mình đang hàng tích thường nha. Đó. Mời quý khách theo dõi trên màn hình, đây là phương pháp hàn tích thường. Tích thường đây, đây là tích là mình sau khi mình hàn nè, quý khách nhìn đây nè, mình hàn hai miếng inox nó đã chảy hòa quyện với nhau và cây kim hàn vẫn còn nguyên nè quý khách. Đó là phương pháp hàn bằng điện cực cây wolram này nè, không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ, và nó làm cho hai miếng inox này tự chảy với nhau, tự hòa quyện ra chảy nhau. Và quý khách nhìn đây. Đó, quý khách nhìn kỹ ra trên màn hình, đây là phương pháp hàn bằng điện cực không nóng chảy, làm cho hai miếng inox tự chảy nhau. Nó sẽ có một cái quá trình gia nhiệt này, quý khách nhìn thấy không? Nó làm cho hai miếng gần như biến dạng rồi. Hồi nãy nó cong nè, hồi nãy nó thẳng, bây giờ nó cong dên rồi nè. Đó là gọi là phương pháp hàn tích.
Hàng tích là điện cực này, có nghĩa là cây điện cực này không nóng chảy. Cây này là cây von ram, 2% thorium hoặc là cerium, 98% là von ram. Đó, mình đã làm với quý khách hàng xong rồi. Đây là hàng tích bình thường. Ok, xong mình để đây. Chút xíu mình lấy chiếc lông mình nói với quý khách nghe. Xong. Đây là cái máy của mình, nó có chức năng hàng tích thường. Bây giờ mình nó sẽ qua hàng tích sung. Sung có nghĩa là gì? Chắc có lẽ mình phải mượn cái viết. Mình nói nhanh thôi nha, mình nói một mình làm một cái video khác là về tích sung sau. Nhưng mà mình nói cho quý khách nghe, mình mượn con máy này đi, có nó có hình biểu diễn nè. Sung là vậy nè quý khách, tính mượn cái viết mà mất thời gian quá. Sung có nghĩa là có một sự dao động của dòng hàng chính là cái dòng chảy và cái một cái dòng nền là ở đây nè. Dòng chính, dòng nền, dòng chính, dòng nền là nó tạo ra dãy cá. Sung nó khác lạnh nha quý khách, là nó tạo ra dãy cá một cách tự động, có nghĩa là cái dòng để làm chảy kim loại nó là big current và dòng nền là dòng làm nguội kim loại. Đó. Thì sung là nó hình ảnh vậy thôi, quý khách nhìn đây mình chịu khó mình vẽ đây. Nói bữa nào mình làm video về sung sao nha quý khách. Tóm lại đây là ở trạng thái bằng không, mình muốn hàng sung là mình hàng ví dụ lên đây dòng chính là 100 ampe nè. Giống như mình đang để đây là 80 ampe là dòng chính nè. Là dòng nó chảy miếng y nấu nha, để 80. Thì ở đây là mình mới vừa hàng xong là tích thường nè. Tích thường là nó chỉ hàng ở cái dòng lúc nào cũng là 80 ampe và nó xuống. Thì trong quá trình này nó sẽ từ 80 nè, để nó chảy được inox này nè. Thì nó sẽ xuống bằng không, gọi là tích thường, nó không có dao động giữa hai dòng hàng. Xung thì có một sự dày, xung nó khác lại chút. Chết mòn, giết hết ra mực rồi. Xung là dày, cũng là trong tình trạng này 80 ampe. Từ không nó lên 80 nha. Đây là 80 là dòng để nó chảy kim loại, nó hạ xuống đây, chạy qua đây. Dòng này là dòng làm nguội, nó có sự dao động. Dòng này ví dụ mình đặt là 10 ampe đi. Thì trong quá trình hàng từ không mà lên 80 xuống lại chỗ này là 10 ampe đi. Giết không ra mực ta. 10 ampe. Ví dụ là 10 ampe, 80 ampe là 10 ampe. Cái này mình nói sơ nha quý khách, nói nhiều lại video dài nữa. Tức là từ 80 ampe là dòng chảy, là quý khách nhìn lên màn hình là mình cũng đang đặt 80 nha. Dòng này là dòng làm nguội, có nghĩa là cái sự dao động giữa lên 80 để nó chảy kim loại và xuống 10 ampe nó để giúp cho mình sắp một cái vảy cá, tức là ứng dụng của sung là như vậy. Rồi, từ 80 xuống 10 ampe là nó kêu bằng một chu kỳ được tính bằng một hạt. Đó, là có cái sự từ 80 xuống ampe mình chỉnh trong một giây, muốn bao nhiêu thời gian cứ từ trên 80 xuống lại 10 là một, gọi là một tần số, là một chu kỳ của nó lên xuống. Tức là trong một giây mà từ 80 xuống 10 nó kêu bằng một hạt hay là một tần số. Rồi bây giờ mình làm clip sau mình sẽ làm một cái video cụ thể về sung nha, bây giờ nói nhanh thôi. Video này chủ yếu nói về lạnh. Bây giờ mình đã bật qua chế độ hàng sung của con máy Tenja Tích 250 BC. B là viết tắt của chữ Power là sung á quý khách hàng. C là viết tắt chữ cool là lạnh á. C O O L đó. P là chữ viết tắt của chữ sung nè quý khách, chữ này nè, Power nè. B là viết tắt của chữ này nè, Power. C là viết tắt của chữ cool là chữ này nè quý khách, cool. COLD chứ không phải là COO hay là mình nói lộn nhau hết. Cool. Rồi. Bây giờ mình nói qua thằng tích sung. Tích sung bây giờ mình sẽ chỉnh dòng chính của nó là 80 ampe. Bây giờ mình sẽ chỉnh dòng nền của nó nè quý khách. Đây, dòng nền nè, bay current là dòng nền nãy mình mới giải thích trên sơ đồ nè. Mình sẽ chỉnh 10 ampe. Mình nhấn xuống bay mình chỉnh 10 ampe. Còn mình nhấn xuống đây là dòng chính, là big current nè, là dòng chính, là cái dòng 80 đó. Mình sẽ chỉnh lên lại 80 giống như nãy. Rồi, bây giờ quý khách sẽ thấy nó sự dao động nè. Tần số mình cho nó là một giây thôi, tần số sung á. Rồi, một đi. Độ rộng sung mình cho nó nhỏ nhất đi. Rồi, 10. Rồi, mình làm chủ yếu là không phải về sung nha quý khách. Bây giờ mình hàng lại cái miếng mặt bên này nè. Thôi mình lấy miếng khác đi để hồi dễ nhớ. Mình sẽ hàng sung nha. Đâu rồi, miếng ngắn không có rồi. Thôi kệ đây đi. Rồi mình sẽ hàng cái đoạn này bằng sung nha quý khách hàng nha. Nó sẽ dao động dòng 80 và 10 ampe nha. Mình làm nha quý khách hàng nha. Quý khách hàng để ý nha. Trước khi mình làm sung mình di chuyển qua tích thường, mình bon cho miếng này nó dính lại đi.
Bây giờ hai miếng inox nó đã dính lại rồi nha quý khách. Hai miếng inox đã dính lại rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh qua chế độ xung nha. Xung thì mình nhắc lại lần nữa, dòng chính mình đang chỉnh là 80 nha. Đây. Dòng chính nè. Này là dòng nền nè, đầu tiên nói là dòng nền trước là 10A. Dòng chính là mình sẽ chỉnh 80 nè. Đó, đó là nó lúc quá trình hàng nó sẽ dao động 80 10 80 10 nè quý khách nhìn nha. Mình đã bật qua xung rồi. Bây giờ mình sẽ hàng đây. Hôm nào mình sẽ nói rõ với quý khách hơn về cách chỉnh xung nha. Quý khách đang so sánh, đây là mình hàng tích không có xung. Và đây là hàng có xung thì nó sẽ tạo ra một cái dải cá như thế này nè quý khách. Đó, nó sẽ tạo dải cá như thế này. Đây là tích thường nè. Để đây nha, đây là tích xung nè. Hôm nào mình sẽ nói rõ video về tích xung sau. Rồi, tích thường, tích xung. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô tích lạnh. Đây. Quý khách thấy rất rõ rồi, trong quá trình mình hàng tích thường nó cũng dẫn cái kim loại mình lên nè, nó biến dạng nè. Nó làm cho biến dạng kim loại. Quý khách thấy không? Quá trình gia nhiệt nó lâu quá đi, nó chảy từ đây tới đây, nó có một quá trình nó làm cho hai miếng kim loại inox này chảy với nhau thì nó sẽ làm biến dạng gia nhiệt và nó cong miếng inox này lên. Để tránh tình trạng đó, người ta sẽ làm sao để tác động một cái lượng nhiệt đủ để cho hai miếng inox chảy ra với nhau nhưng trong thời gian rất ngắn. Đó là gọi là lạnh. Đó là một cái phương pháp chỉnh hàng tích rất là siêu tinh vi, tức là rất là thời gian rất là nhỏ, là để cho nó không có bị sự gia nhiệt thì người ta gọi là lạnh. Đây, mình sẽ bao giờ cho quý khách coi lạnh nha. Mình bỏ cái này đi, cái mình làm thôi, mình làm tiếp theo đoạn này đi cũng được. Đoạn hồi tối qua nè. Bây giờ mình, nếu mình kéo liên tục thì giống như mình vừa làm á, cái đường tích thường và đường tích xung này nó sẽ làm cho hai miếng kim loại bị gia nhiệt quá nhiều, cháy rồi này quý khách thấy không? Thấy nó cháy rồi, nó lem ra ngoài nè. Đó, nó bị lem ra ngoài nè, đen miếng inox. Đó gọi là tích thường và tích xung đều bị hết. Tích xung thì nó chỉ tạo ra dải cá thôi, còn tích thường thì nó không, nhưng mà nó cũng sẽ làm biến dạng miếng inox. Tích lạnh thì chúng ta làm sao để tác động một cái lượng nhiệt vô trong cái miếng inox rất nhanh, trong một thời gian rất nhanh, tính bằng giây hoặc là mili giây. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho quý khách thấy nè. Mình sẽ chỉnh qua tích lạnh và mình cho cái dòng nó cao. Quý khách muốn tác động một cái lượng nhiệt làm sao mà cho miếng inox này chảy ra nhanh thì mình phải chỉnh cái dòng hàng cao lên và cái thời gian hàng rất là ngắn. Thế này mình chỉnh được nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên 200A, 210A luôn. Mặc dù hồi nãy mình để chỉ có 80 thôi, mình đã hàng cái này nó chảy nhiễu nhão luôn rồi. Cái miếng inox này chảy nhiễu nhão rồi, 4 ly chảy nhiễu nhão rồi. Tuy nhiên mà trong hàng lạnh nó lại khác, là mình tác động một cái lượng nhiệt vô trong một thời gian rất nhanh, tính bằng mili giây, mà những con máy tích thường khác không thể nào làm được và chúng ta cũng không thể làm bằng tay được. Cho nên cái đó gọi là tích lạnh, tức là mình tạo ra một cái điểm hàng trong một thời gian rất ngắn, ngắn hơn khi mình chớp tay nữa. Này quý khách để ý nha, bây giờ mình bật qua chế độ cool rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh nè, cool time nè. Ở đây là 30 mili giây, là nó sẽ tương đương với là 1 giây nó tương đương với 1000 mili giây. 30, đây mình đang chỉnh là 30 mili giây là nó sẽ tương đương với lại là 0,03 giây. Đó, mình sẽ tạo ra một cái điểm hàng, là cái đó gọi là tích lạnh nha quý khách hàng. Quý khách hàng nhìn nha. Bắt đầu từ cái đây đi nha. Bắt đầu từ đây mình làm tích lạnh nha. Đó là sự điều khiển chính xác của thời gian hàng. Trước khi mình hàng, mình làm bên này cho quý khách coi. Quý khách theo dõi cái ngón tay mình. Bình thường mình hàng là mình phải giữ cò mới ra quang, nhưng mà mình bây giờ mình giữ cò thì quý khách để ý ngón tay của mình, nó sẽ ngắt trong vòng 0,03 mili giây. Quý khách nhìn nha.
Quý khách thấy ngắt chưa? Nè, tay mình vẫn giữ nè. Nó, quý khách nè. Nè, cái tay mình vẫn giữ nè. Cái sự thiết lập chính xác này gọi là hàng tích lạnh nha quý khách hàng nha. Bây giờ mình sẽ vô đây mình hàng cụ thể cho quý khách coi luôn nha. Nha, hàng tích lạnh. Rồi, quý khách để ý ngón tay mình giữ và nó chỉ hàng trong 0,03 giây là nó sẽ ngắt hồ quang. Lúc đó nó không đủ thời gian để làm cho miếng inox này biến dạng thì người ta gọi là tích lạnh. Đây, quý khách nhìn đây. Nói quý khách để ý mình đang làm là mình hàng bằng một cái phương pháp điều khiển thời gian rất nhỏ, tính bằng mili giây. Quý khách mỗi lần tay mình nhắc là mình giữ luôn, nó vẫn hàng bình thường. Đó, quý khách để ý, đó là gọi là phương pháp hàng tích lạnh. Rồi, đó quý khách nhìn đây. Đây là phương pháp hàng tích lạnh. Lúc này cái độ thời gian để nó tác động nhiệt lên nó được tính bằng, đây nè quý khách nhìn nè, nó tính bằng 0,03 giây. Ở đây là đơn vị tính của nó là mili giây, quý khách nhìn đây. Thì cái độ biến dạng của nó rất là thấp và mình rờ đây nó vẫn là rất là mát và miếng inox này không hề biến dạng. Mình lật cái mặt sau cho quý khách coi nha. Đây nè. Mình bắt đầu hàng từ cái điểm này nha, lật này để quý khách để ý ngón tay mình lật qua nè. Là cái đoạn này nó sẽ không xâm nhập xuống dưới này. Nó sẽ không xâm nhập và nó làm cho miếng inox này không có bị biến dạng. Nào quý khách nhìn và nó rất là mát. Thực ra đó nó đã làm nguội ngay tức khắc rồi, vừa tác động nhiệt lên cho miếng inox này chảy ra và đồng thời nó cũng đã nguội ngay rồi, cho nên nó sẽ khác cái tình trạng. Mặc dù quý khách nhìn thấy mình đang chỉnh dòng hàng là 210 ampe nhưng cái thời gian hàng mình chỉnh bằng mili giây, đó là sự điều khiển một cách tinh vi và nhỏ nhất của một cái máy hàng tích. Thì người ta quá trình mình vừa làm đó quý khách, là người ta gọi là hàng tích lạnh. Đó. Thì đây là mình hàng nãy giờ là hàng trăm điểm giống nhau mà điều khiển thời gian tính bằng mili giây. Quý khách hình dung không? Mili giây. Đó là cái độc chiêu của con máy này. Rồi, để mà thay vì nãy giờ mình đang hàng, quý khách thấy mình đang hàng đúng không nè? Cái tay mình vẫn đang phải nhấn nè, quý khách thấy không? Mình vẫn phải nhấn thì nó mệt quá đi, thì người ta sẽ làm cho nó một cái sự, mình chỉ cần nhấn một lần và cái sự hàng điểm đó, cái sự hàng điểm đó nó lặp lại tự động thì người ta gọi là tích lạnh. Tích lạnh có nghĩa là hàng điểm có điều khiển thời gian dưới 1 giây tự động là gọi là hàng tích lạnh. Đây, mời quý khách theo dõi, mình vẫn đang để ở dòng chính là 210. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ tích điểm tự động hay còn gọi là tích lạnh. Đây là mình hàng lúc nãy là mình hàng tích điểm chưa tự động, là mình phải bao bằng tay nè. Tay mình phải nhấn nè. À, quý khách thấy không? Bây giờ mình sẽ làm quá trình đó là tự động, tức là mình nhấn tay một lần thì nó sẽ tự điểm cho mình. Rồi, mình sẽ chuyển qua chế độ tự động điểm nè. Và mình sẽ chỉnh thời gian. Hồi nãy là mình chỉnh cái thời gian là nó ngắt dòng hàng 210 là mình để là 30 mili giây. Bây giờ mình chỉnh thời gian là thời gian nó nhịp, nó bon cho mình. Thời gian nó cứ sau khi 30 mili giây nó ngưng vào mỗi hàng thì nó tự động nó bon tiếp cho mình, là mình đang chỉnh là 1,5%. Đây là đơn vị tính của nó là 1,5% của cái thằng 30 mili giây, tức là nó sẽ thời gian chớp của nó chậm. Rồi bây giờ quý khách coi lại nha, mình đang làm tự động nha. Đây là biểu diễn bên ngoài trước rồi mới vô mỗi hàng sau nha.
Tay mình vẫn giữ nha quý khách, để ý nè. Quý khách là tay mình đâu nhấc ra đâu, thì quá trình này nó vẫn đang nhịp. Quý khách hàng nào mà mới dính vô cái vụ tích lạnh này á, thì mình đang tập á, thì mình cứ để nhịp chậm thôi. Còn khi mà quý khách quen rồi, quý khách cho nó nhịp nhanh lên. Đây, giờ ví dụ mình cho nó nhịp nhanh nha. Nè quý khách thấy nè, nhịp nhanh nè. Rồi, bây giờ mình vô thực tế mình hàng cho quý khách coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cho nó nhịp theo kiểu là chậm đi. Tại vì mình hướng dẫn quý khách mà. Mình sẽ nhịp chậm cho quý khách coi nha. Rồi, đoạn này hồi nãy là mình đang hàng là tích lạnh là điểm nè. Điểm. Đoạn này mình sẽ hàng điểm tự động, chút xíu nữa mình hàng điểm tự động. Còn đây là mình đang hàng là tích thường nè. Tích thường 2T nè. Tích thường. Còn đoạn này là mình đang hàng tích xung nè. Tích xung là nó tạo ra dải cá nè, tích xung. Đó. Đây là mình hàng tích lạnh điểm nè, điểm mà không có tự động. Bây giờ mình sẽ qua hàng điểm tự động hay còn gọi là tích lạnh. Mà thời gian mình chỉnh là 30 ly giây, 30 mili giây cho dòng hàng là 210 ampe. Đây quý khách nhìn cái dòng hàng của nó đây. Rồi, dòng hàng chính của nó đây. Đây, nó sẽ hiện 210 đây. Rồi, quý khách để ý nha. Mình sẽ hàng thời gian duy trì 210 ampe này trong vòng 0,03 giây và nó sẽ chớp tự động. Quý khách nhìn nha. Nó sẽ tự chớp và nó mình sẽ chỉ di chuyển, quý khách để ý ngón tay mình nha. Mình không có nhấp nhả giống lúc đầu nữa. Mà mình sẽ giữ một lần thôi là máy nó tự tạo ra cho mình. Nó tự tạo tích lạnh cho mình. Vì mình quay phim á cho nên mình chỉnh nó chậm nha quý khách, cho quý khách dễ nhìn nha. Quý khách để ý cái tay mình mà nhấn một lần thôi, không nhấn nữa. Quá trình tự động này, tự động nó bon như vậy mình gọi là tích lạnh nha quý khách hàng nha. Đó, quá trình nó tự động như vậy gọi là tích lạnh. Rất rất đơn giản quý khách. Chỗ này là mình đang hàng điểm là điểm bằng tay, còn này là máy nó tự điểm, gọi là điểm tự động. Hàng điểm tự động. Điểm tự động có nghĩa là hàng tích lạnh. Có nghĩa là cool luôn. Điểm tự động có nghĩa là hàng cool luôn. Đó quý khách. Đây mình làm tiếp đường nữa cho vui coi nè. Đội nón vô đi. Nãy giờ là mình mở mắt trào tráo quý khách, mình sợ, mình cũng lớn tuổi rồi, già rồi, không thấy đường, nãy giờ không có đội nón. Giờ đội nón vô hàng thử coi. Đoạn này mình đoạn này để mình chỉnh nhanh lên đi. Đoạn này mình chỉnh thời gian nhịp cho nó nhanh chút xíu đi. Cho quý khách coi chơi nè. Mình cho nó nhịp xuống 1 đi.
Đó, đây là quá trình mình hàng là điểm nha quý khách hàng nha. Đây là quá trình mình hàng điểm mà nó cho nó chớp nhanh lên chút xíu. Đó, quý khách khi mà quen tay rồi đó mình vẫn có thể là chỉnh nhanh lên nữa cũng được. Đây, nhanh lên nữa quý khách nhìn nha. Mình đây nè, nhanh lên nữa nè. Đó, quý khách nhìn đây, đây là cái khi mà mình cho nó nhịp nhanh lên nè, quý khách thấy không? Khi mà chúng ta đã quen rồi thì chúng ta sẽ nhịp nhanh. Quý khách để ý tại sao đây nó màu vàng là do mình chỉnh cái dòng rất là lớn. Nếu quý khách muốn cho nó sáng thì đó là ứng dụng trong trang trí cổ vô luôn. Quý khách muốn cho nó vàng lên hoặc nó lên 7 màu thì chúng ta sẽ tăng cái thời gian này lên nè. Tăng lên, không để 30 nữa mà mình tăng cao lên chút, ví dụ 50 đi. Thì nó sẽ ra một cái màu khác, tại vì nó sẽ ngâm cái dòng hàng 210 này trong vòng 50 mili giây thì nó sẽ đổi ra 7 màu. Còn mình để nó thời gian ngâm 210 ampe đó trong vòng 30 mili giây hoặc là 25 mili giây, 30 mili giây thì nó sẽ ra đường ban đầu mình hàng nãy nè, quý khách thấy không? Đây đường này đây 30 mili giây, quý khách để ý. Còn cái đường đoạn bên này mình hàng nè cũng 30 mili giây, nhưng mà mình cho nó nhịp nhanh thì nó sẽ duy trì cái quá trình này, nó lâu thì nó sẽ tạo ra màu vàng. Nó nhiều cái biến hình, biến thể của nó lắm. Trong phạm vi video này thì mình sẽ giới thiệu cơ bản như thế nào là đẳng cấp của con máy này thôi. Tích thường, tích xung, tích lạnh điểm và tích lạnh tự động. Trong con máy này tính ra nó 5 chức năng lận: tích lạnh điểm, tích lạnh tự động và có hàng que nữa, là tổng cộng máy này có 5 chức năng. Cho phép mình sẽ nói tiếp cái video chi tiết về thực ra mà con máy này nó quá muôn hình dạng trạng trong này. Nó có chỉnh được dòng nền, dòng chính, dòng phụ, dòng rudder nữa. Có chức năng 2T nè, chức năng 2T nè, chức năng 4T nè. Rất nhiều thứ trong này, chức năng hàng que luôn. Đó, thì cho nên trong phạm vi video này cho mình xin phép quý khách hàng là sẽ nói gọn ghẽ vậy thôi. Mấy chục khúc vậy. Mà chính rồi thì kệ lỡ rồi đó. Thì quý khách nhìn thấy không? Còn 39 phút thì thôi cho phép mình nói về cái chức năng hàng que cái nữa rồi mình khép lại video này. Vì còn hai máy nữa thôi thì kính mong là anh Nam hay là anh Hà ngoài Bình Định á, rồi anh gì bên quận 7 á, coi video này mà nếu mà chưa nắm được thì gọi cho em nha. Đó, quý khách nhìn thấy trong quá trình mình hàng thì cái nhiệt nó sẽ không có lấn ra phía sau. Đó là ưu điểm của hàng tích lạnh. Đó, mình hàng xong thì cái quá trình gia nhiệt của nó, nó làm cho miếng kim loại chảy ra tức khắc và nó làm nguội tức khắc, cho nên xung quanh của nó đó nó sẽ không có nóng. Nhưng mà bản chất ngay cái mối hàng này nó vẫn hơi nóng nha quý khách này nha. Chứ nhiều người lên mạng cứ nói hỏng nóng là nó dốc, giống như mình coi cái kênh gì của ông Nhiên Nhiên gì đó, ông dẫn ông khách tới chỗ ông kia hàng mà ông kêu hỏng nóng, ông khách đụng vô giật lên luôn. Mà ông thợ hàng mà ông nhờ hàng giùm cũng la làng lên, nói nóng chứ sao không nóng, hai miếng kim loại mà nó tự chảy ra vậy mà không nóng sao được. Nhưng mà mình phải giải thích rõ quý khách, lạnh là gì, là nó tạo cho hai miếng kim loại chảy ra tức khắc, nó không có quá trình gia nhiệt giống bằng tích này. Nãy quý khách để không? Mình hàng ở đây mình để có 80 ampe thôi, nhưng mà nó đã dẫn dính miếng inox 5 ly nè. Nhưng mà tại sao mình ở đây mình để 210 ampe mà miếng inox nó không bị biến dạng? Bởi vì sao? Quá trình nó tác dụng nhiệt lên trong thời gian kiểm soát bằng mili giây. Mình vừa dính một điểm là mình ngưng liền, dính một điểm mình ngưng liền, dính một điểm là mình ngưng liền, tính bằng mili giây, tính bằng 30 mili giây là có nghĩa là 0,03 giây, cho nên cái quá trình gia nhiệt nó không xảy ra kịp, cho nên nó tạo ra cái mối hàng trắng giới vậy. Người ta gọi là máy hàng tích lạnh. Lạnh có nghĩa là mình tạo ra từng điểm hàng
kiểm soát thời gian dưới giây luôn, dưới một giây. Đó, mình có thể chỉnh nhỏ nhất của nó nè, là 0,01 giây. Cho nên nó sẽ làm cho quá trình gia nhiệt được giới hạn lại, thì người ta gọi là tích lạnh. Thực chất ở trên thế giới người ta gọi là hàn tích điểm tự động nha quý khách hàng nha. Hàn tích điểm tự động. Những con máy tích thường thì nó không có, cụ thể như con này. Nó đang có chức năng sung thôi, chứ nó không có chức năng hàn tích điểm tự động. Quý khách nhìn đây nè, nó chỉ có dòng chính, dòng nền, độ rộng sung, tần số sung, dòng hạ, dòng raster, dòng cuối, khí ra sau, khí ra trước, dòng khởi động, dòng bắt đầu, dòng chính. Đó, thì con máy này nó là cũng là con máy tích, nhưng mà nó chỉ là tích sung thôi chứ không phải là tích lạnh. Thì như vậy những con máy nào có chức năng hàn điểm tự động thì người ta sẽ gọi nó là hàn tích lạnh. Hẹn quý khách vào một cái video sau nữa, khi mà mình về con máy này, hoặc là quý khách nào ngày mai có comment yêu cầu mình làm tiếp về con này đi, mình sẽ làm. Nếu mà mình may ngày mai mà quý khách còn lại hai con mà chưa có người mua đó, thì mình sẽ làm một tiếp một cái video chi tiết về tích xung, cũng như là thêm nữa về cái hướng dẫn làm sao để tạo ra 7 màu khi mình ứng dụng hàn tích lạnh trên titan, trên hàng trang trí cổ vô. Một lần nữa cảm ơn quý khách hàng rất nhiều nha. Bây giờ giá sale chỉ có là 5,2 triệu. Con hàng mẫu này bao gồm bộ súng hàn tích xịn hào, một cọng kẹp mát dài 3 mét xịn hào, một cái cọng kìm hàng que 3 mét chim cò xịn hào, một cái đồng hồ hạt gông 9191 của kiểu Generico của Đài Loan, hãng Generico của Mỹ mà nó có công ty tại Đài Loan. Đây là hãng này là của hãng Tenja nó đặt đó, là Generico bằng thao 100%. Giá sale chỉ có 5,2 triệu. Quý khách hàng phải nhanh tay nhanh chân, chứ nếu quý khách đang mua con này, mình đang đại lý nè, mình bán 7,3 triệu mà nó không có chức năng gì hết ngoài tích lạnh, tích thường, thì trong con máy này nó đã có đầy đủ tích lạnh, tích thường, tích xung, hàng que, tích hàng tích điểm và hàng tích điểm tự động. Có nghĩa là tự động đó, máy này là 5 chức năng. Còn con máy này không hàng que được, chỉ có hàng tích thường và tích lạnh. Tích lạnh thì nó chỉnh bằng analog, rất khó chỉnh. Nó chỉ chỉnh được thời gian hàng và thời gian nghỉ, cũng giống như máy này nè. Đây là thời gian hàng nè quý khách. Mình có thể chỉnh từ 0,01 giây. Đây là 10 mili giây là tương đương 0,01 giây, cho đến là 500 mili giây. Nó cao lắm. 500 mili giây là mình dặn cái cho quý khách coi nè. Nó chỉnh encoder vô tận nè. 500 mili giây là tương đương với 0,5 giây đó quý khách. Thật ra trong tích lạnh thường mình chỉ chỉnh là bằng tính bằng 0,02, 0,01, 0,02 là ok. Đó là trong quá trình hàng tích lạnh. Không có ai mà chỉnh lên tới 500 mili giây đó. 500 mili giây là tương đương với nửa giây thì thật ra nó không có lạnh được đâu. Đó, nhưng mà phạm vi chỉnh của nó là lên tới 500 mili giây. Và thời gian nghỉ của nó là đây, là 0,1% của thằng mili giây đó. Này đơn vị của nó tính bằng phần trăm. Thời gian. Nha quý khách hàng nha. Rồi, bên này cũng giống vậy thôi. Này là thời gian hàng của nó cũng tính bằng mili giây đây. Thời gian nghỉ nó tính bằng giây nha quý khách hàng nha. Thời gian nghỉ của nó tính bằng giây. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Nó chỉnh dòng chính, nó chỉnh thời gian hàng lạnh, thời gian nghỉ. Đây là khí ra sao thì em này nó đã đầy đủ hết trơn rồi, vừa que nữa. Giá này mình đang sale cuối tháng 3, mình sẽ xin phép quý khách hàng là mình sẽ phải bán là 6,5 triệu, bởi vì giờ sale 5,2 triệu là coi như là chỉ để giới thiệu sản phẩm thôi chứ không có lợi nhuận cái gì hết trơn á. Rồi một lần nữa cảm ơn quý khách hàng đã thương mến và ủng hộ theo dõi hết video. Quý khách nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video tiếp theo mà kênh máy hàng em Quyền sẽ giới thiệu và cũng như hướng dẫn với quý khách hàng chọn lựa những thiết bị mà nó phù hợp với công việc của mình nha quý khách hàng nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã theo dõi hết video. Thân ái chào tạm biệt.